Vâng, sẽ có nhiều khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ may mắn khi không trực tiếp phải trải qua trận bão lũ lịch sử. Nhưng chắc hẳn nhiều người sẽ có gia đình và những người thân quen ít nhiều bị ảnh hưởng sau đợt bão vừa qua. Không ai có thể thờ ơ khi mà đồng bào mình gặp hoạn nạn cả. Người dân cả nước vẫn đang tiếp tục hướng về những nơi, vẫn đang phải gánh chịu những thiệt hại do bão lũ gây ra. Và trong quá trình thực hiện những tin bài phóng sự về câu chuyện này, phóng viên của chương trình Chuyển động 24 giờ đã đến với thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh của tỉnh Bắc Giang. Tại đây chúng tôi đã có cách tiếp cận rất khác với người dân vùng lũ và nhận thấy rằng câu chuyện này không hề hư hữu mà đang diễn ra rất phổ biến. Đó là việc nhiều người dân không chịu di tản khỏi vùng lũ. Thưa toàn thể nhân dân, đê điều phối của khu vực Đa Hội có nguy cơ vỡ là rất cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản của nhân dân, ngay bây giờ đặc biệt là các cụ già trẻ em khẩn trương chấp hành sơ tán. Dù đã có lệnh sơ tán nhưng ngay khi lũ về, nhiều người dân thôn Đa Hội vẫn cố thủ trong nhà. Cả thôn có 2.600 nhân khẩu nhưng gần một nửa dân số vẫn ở đây. Nơi ở bị thu hẹp, không có điện, cũng chẳng có nước sạch. Thức ăn cho đàn vật nuôi cũng đã cạn. Còn nguồn sống của con người đều phải trông chờ vào đồ cứu trợ. Căn bệnh đau mắt đỏ thì đang dần lây lan. Ngần ấy những khó khăn, bất tiện cũng không thể ngăn được quyết tâm bám trụ của bao người. Vâng, tôi cũng đã xem phóng sự này trong Chuyển động 24 giờ buổi chiều ngày hôm qua. Và tôi cũng có đôi chút ngỡ ngàng cho đến ngày hôm nay, bởi vì là rõ ràng là chúng ta thấy là mực nước ngập cao đến ngang ngực, thậm chí là cao đến cả một tầng của một ngôi nhà, mà nhiều bà con thì vẫn kiên quyết không di tản đến khu vực an toàn, chị Yến ạ. Vâng ạ, thường thì khi mà thiên tai xảy ra thì việc sơ tán người dân đến nơi an toàn vốn là điều cấp thiết, và đáng ra để đảm bảo an toàn cho tính mạng và sức khỏe của mình thì người dân sẽ phải tự nguyện chủ động tuân thủ theo các yêu cầu của chính quyền địa phương. Thế nhưng thật là tiếc là nhiều hộ dân chưa dám từ bỏ lý do cá nhân của mình để chấp nhận việc di tản. Hơn 1.000 người dân đã không chịu sơ tán ra khỏi vùng lũ, mà rõ ràng là với hình ảnh vừa rồi thì nước lũ vẫn dâng rất cao, ít nhất là đã ngập hết tầng 1 của các căn hộ rồi. Lúc con ra đây là nước lũ đã vào nhà con chưa? Vào rồi, xong ngập hết tầng 2 rồi. Lũ ấy ngập nửa ấy cầu thang rồi. Lúc đấy là bảo bố con đi rồi nhưng bố con lo con bò. Với cả ở nhà con một đống cái đồ ở cầu thang không dọn lên nó ngập hết. Thế là tiếc của không? Các con trai nó vận động mạnh lắm, đi ra đây còn không vận động, con không muốn đi đâu. Con không muốn đi đâu, không muốn ra đây đâu. Đi ở nhà nhiều thứ lắm. Vì sao ông lại không muốn đi ạ? Bỏ nhà không yên được, người ta xảy nhà ra thất nghiệp. Người ở nhà là để nước nó lên đến đâu thì mình kê đồ lên đến đấy, kê dần lên. Nhưng cái mà mình không thể chạy được ấy. Thì kê lên rồi thì phải đi chứ ạ? Nhưng mà biết lúc nào nước nó dừng đâu mà để mà đi. Mình đi khỏi thì là nước nó lên thì ai ở nhà mà kê. Ôi nhưng mà không sợ nguy hiểm ạ chị? Lo của ấy không lo người. Chị bảo là tôi lên tầng 2 ở không? Còn nhiều thứ lắm, nợn gà. Tài sản người ta ở trong này muốn chạy đồ các kiểu ấy, bây giờ ra là hỏng hết. Cho nên là người ta không muốn ra. Tức là chủ yếu là do người dân xót của thôi. Đúng rồi, chủ yếu là như thế. Hai vợ chồng mấy đứa cháu nhỏ anh chẳng muốn ra. Nhưng em hỏi vì sao ấy? Ra mới chuyển đi, chuyển lại, mới ra dùng ở chỗ tập thể nó chật chội. Thì bảo thôi trên này nó chẳng ngập thì nó cứ ở trên này. Nếu mà nó ngập hết thì cũng đi. Nhưng mà chị có thấy nguy hiểm không? Cũng nguy hiểm. Thế mà vẫn ở nhà hả chị? Rõ ràng biết là nguy hiểm nhưng mà vẫn không chịu sơ tán. Như quý vị và anh Cường có thể thấy có rất nhiều lý do để người dân chọn phương án đó là cố thủ ở trong nhà. Vâng, theo như tôi thấy thì là đa phần là người dân ở trong những ngôi nhà cao tầng. Và nếu như mà nước ngập tầng 1 thì họ lại đi lên tầng 2. Tức là cứ nước ngập đến đâu thì họ sẽ đi lên những khu vực cao hơn để ở. Chỉ có những người mà ở trong những ngôi nhà cấp 4 khi mà nước ngập đến nóc rồi, không có nơi để ở nữa thì họ mới chấp nhận di tản sang những khu vực khác. Vâng, đúng là như vậy ạ. Bên cạnh đó thì tôi thấy rằng là có một lý do chính khiến họ vẫn cố ở trong nhà. Đó là vì là họ muốn trông chừng và bảo vệ tài sản của mình. Rồi thì cũng có nhiều gia đình là họ không muốn sống cuộc sống tập thể nữa. Chưa kể là ở khu vực của thôn Đa Hội thì ngay sát sông cầu, họ đã quen với sông nước nên là việc phải sống giữa vùng lũ với nhiều người cũng không phải là chuyện đáng lo ngại. Nhưng cho dù là vậy thì không biết anh Cường và quý vị khán giả có để ý hay không, khi mà phóng viên của chúng tôi có hỏi rằng là họ có thấy nguy hiểm hay không thì họ vẫn biết là có nguy hiểm.
Nhưng mà thực tế thì những nguy hiểm có thể xảy đến với người dân khi sống trong vùng lũ tại những khu không phụ thuộc thì lại không phụ thuộc vào câu trả lời có hay là không của họ. Mới ở nơi sơ tán được 3 hôm, nhưng ngày nào ông Nhẫn cũng đòi về, dù biết bốn bề xung quanh nhà chỉ toàn là nước lũ. Muốn về nhưng người ta không cho về, về làm thôi thì chả để nghỉ nữa. Thế theo ông vì sao người ta lại không cho ông về? Người ta giữ mưa an toàn, tính mạng còn sao. À, thế ông thì có thấy thế là hợp lý không ạ? Hợp lý, nhưng mà chủ quan của ông là ông không, ông sẽ không chết đuối được. Ông khẳng định ông sẽ không chết đuối được, ông bơi rất giỏi. Nhưng mà con thấy nước sâu lắm. Nước sâu riêng ông là không ngại. Không ngại, bởi họ đã quá quen với sông nước. Những cái nhà cấp 4 thì người ta ra thôi, mình nhà tầng chuyển lên tầng trên mình mới ở được. Nhưng không sợ nguy hiểm ạ? Không, con nhà sông nước là không sợ. Nhưng đâu phải không sợ, thì nguy hiểm sẽ không đến. Ngày thứ tư sau khi nước dâng cao, một em bé 8 tháng tuổi vẫn ở trong vùng lũ. Nào bế con lên trước, bế con lên trước. Con lên trước đi. Chặt tay vào đấy, bế chặt tay vào. Lên cởi áo phao luôn cho cháu, nó để nóng. Chỉ khi em bị sốt, gia đình mới liên hệ với đội cứu hộ để đưa em đi bệnh viện. Cái này là do gia đình ạ. Mới lại hôm đấy nước lũ nó cũng đến nhanh nữa. Bơ có mấy cọng rất là nhanh ạ. Đường đi trong thôn Đa Hội nhiều ngóc ngách nhỏ nên chỉ thuyền bé mới có thể luồn lách. Việc tiếp tế đồ ăn thức uống cũng vì vậy mà khó khăn hơn. Để vào được tận nơi thì phải đổi phương tiện. Chỗ này có chạm chân đến đất không? Không chạm được. Ai qua đó? Ai qua đó? Anh đang mang cơm về nhà cho bố mẹ ạ? Dạ vâng vâng. Vì sao bố mẹ anh lại không đi khỏi đây hả anh? Ông bà muốn ở nhà ấy, ông bà bảo ông bà đi rồi, ông bà không muốn đi rồi mà. Vì sao ạ? Thì bây giờ nói chung là nó ông bà cũng không muốn di rời chứ còn không vì sao cả. Không chịu di rời khỏi nơi nguy hiểm cũng khiến nhiều người tự chuốc lấy tai họa, dù nguyên nhân không phải đến từ sự bất cẩn. Khi mà bắt đầu nước xuống thì mình lấy cái rẻ lau sàn đi. Trượt chân là chú. Lau vào cái sàn, lau sàn nhà. Có xe chưa? Đây xe đây rồi, xe rồi. Đến đây. Lau về cửa kính cứ như thế nó chút xuống. Anh ơi, từ cái lúc mà nước lên anh chưa rời khỏi nhà. Thì chưa rời nhà vì còn lợn con gà chưa dám đi. Ôi nhưng mà như thế này nguy hiểm quá anh ạ. Biết là nguy hiểm nhưng còn tài sản ở nhà. Con người làm ra tài sản, nhưng có người lại bận lo cho của cải trước, rồi mới đến bản thân mình sau. Ở thời điểm nước lũ mới chỉ rút được 3 găng tay, nhiều người đã nôn nóng về nhà dọn dẹp, bất chấp cả sự khắc nghiệt của thời tiết. Ôi nhưng mà đang mưa này nguy hiểm lắm chú ạ. Bây giờ mình nhà mình nó nổi lên nên rồi đây phải vào để rửa giấy vệ sinh trong người nó. Những người bất chấp nguy hiểm chỉ có thể là những người chưa từng trải qua những mất mát to lớn nhất. Mùa lũ về thì gia đình tôi đã có một cặp heo, mẹ tôi cũng muốn chuyển lên trên. Thì thời điểm đó thì bảo là có 3 người bị lũ cuốn thôi, mà có mẹ tôi là cuốn đi thì tôi cũng xác định là mẹ tôi không còn nữa. Nỗi đau chân lòng lắm, mất mát này quá lớn, xót xa lắm chị. Xin được chia sẻ những nỗi đau của anh Quang và thân nhân của tất cả những nạn nhân đã thiệt mạng trong đợt bão lũ vừa qua và cầu mong bà con chúng ta sẽ sớm vượt qua những mất mát để có thể ổn định lại cuộc sống. Vâng thưa quý vị, thiên tai là điều mà không ai mong muốn nhưng hậu quả của nó lại là điều mà chúng ta có thể phòng tránh và giảm thiểu được. Còn người là còn của. Chúng tôi biết rằng ngôi nhà có khi là cả cơ nghiệp, nhưng mất người, của cải cũng không còn nghĩa lý gì cả. Đã có rất nhiều những câu chuyện đẹp về tình đồng chí đồng bào đã được kể ra. Và câu chuyện mà chúng tôi muốn kết ở tiêu điểm ngày hôm nay cũng chỉ là phần nhỏ trong số đó. Không được để bà con nguy hiểm và thiếu thốn, trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó cho các cán bộ chiến sĩ đã rất rõ ràng.
Chỉ có điều, nếu như mà được người dân chia sẻ và ủng hộ, thì nhiệm vụ đó sẽ còn thành công và trọn vẹn hơn nữa. Căn nhà của vị đội phó an ninh thôn chìm sâu trong nước lũ. Em đi cứu, khi quay về để chuyển để nhà mình thì ngập rồi, không kịp. Mai hai đứa con nhỏ nó đi được lên trên. Phương tiện di chuyển hạn chế, số lượng người dân bám trụ ở đây lại quá nhiều, nên các chiến sĩ phải hoạt động hết công suất. Mình 4 ngày nay rồi, nhiều hôm 2, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng mới thay nhau để ngủ được một lúc ấy. Tất cả là vì bà con thôi. Bà mẹ ơi, nhận đồ đi. Đi sang bên nhà chung người nhá. Chung có một chung này nhá. Những suất đồ cứu trợ luôn được nhẩm tính cẩn thận, vì nếu không phát đủ là sẽ có người bị đói. Nhà chị là 1 này. Nhà ông Hoa là 2. Ông Hoa là 2. Tuyến là 3. Tuyến là 3, ông Trúc là 4. Nhiệm vụ đảm bảo đồ ăn nước uống và an toàn cho bà con không chỉ có trong vùng lũ. Tại nơi sơ tán, cô giáo còn kiêm cả nhiệm vụ chăm sóc người dân. Đã 4 ngày, cô Mai túc trực ở đây mà chưa về nhà. Mình cũng rất thương các con mình. Nhưng mà vì nhiệm vụ thì mình cũng vẫn phải là thực hiện thôi. Một là vì nhiệm vụ, hai nữa là vì bà con nhân dân ở vùng lũ lụt cũng rất là thương bà con. Những người tá túc đa phần là cụ già. Cụ thì lẫn, cụ thì kém tai, cụ thì không thể đi lại, nên việc chăm sóc cũng thêm phần khó nhọc. Thế cụ đòi về làm gì? Vất vả các chị ăn hại nhà nước. Không sao, cụ cứ ở đây, không no vất vả chúng con đâu nhá. Để con cõng cụ đi tắm. Đấy, nào. Nào. Sáng hay tắm cụ. Đấy, cụ thích không? Thích lắm rồi mà coi vất vả các chị quá. Cùng nhau trong lúc hoạn nạn thì mới có cơ hội để cùng sẻ chia. Những bài học trong cuộc sống cũng vì thế mà tự đến. Chỉ no con cháu ở nhà nó có được chu toàn không là một. Với hai là thôi nó cạn đến đâu là các con cứ từ từ thôi, đừng long cong mà nhục lại ngã lại khổ. Đấy chứ còn trả tiếp của vợ chồng cháu thứ hai nó ở nhà, nó điện cho mẹ bảo thôi con ạ, mất rồi không cần gì bằng của người quản là được. Người là trên hết, cứu được người là quan trọng. Tài sản của mai kia coi như là con lại mang về lại làm ra, người mất là của hết. Vượt qua gian khó mới thấy tình thương và con người luôn là điều chân quý nhất.